Hello hello, xin chào mọi người. Nay mình mang cái máy quay đầu không ạ? Mang máy châu vàng đi. Hôm nay có một bác bố của Hướng, bạn của em mình ở Hải Hà mua máy. Mang kéo ra để bà hướng dẫn bác làm luôn. Đây à, mọi người. Nắng quá. Tầm này nó đang chắc phải tầm 40 độ. Đây, máy châu vàng. Quay lại đi ông. Ông sợ phay hết cái ấy của Hướng ấy. À của Hướng. Ông năm nay cũng 60 rồi, làm châu vàng bình thường. Cũng có nhiều người hỏi bảo máy nó nhảy cộc cộc cái này, nhưng mà hiện tại là máy đã có thiết kế hệ thống chống rung, làm rất là êm, rất nhàn. À, mọi người để ý là máy châu vàng giờ đang có máy máy giả nhá. Mình có thể chiều nay về mình sẽ làm một cái clip để về cái máy châu vàng giả đi, để cho mọi người phân biệt. Và tốt nhất nếu mà muốn mua máy châu vàng thì tìm một là gọi số hotline công ty, hai là số hotline công ty thì trên những cái tờ rơi hoặc những cái ấy là cũng có đấy. Hoặc lên mạng gõ chữ châu vàng ấy là có luôn mà. Số hotline hoặc đến những đại lý nào có biển hiệu của công ty ấy là mới là đại lý của công ty để bán. Ai ở Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Cạn thì có thể liên hệ mình số điện thoại 0971588456 thì mình hướng dẫn và hỗ trợ đến giới thiệu đến đại lý gần nhất, hoặc là bên nếu mà chưa có đại lý thì mình sẽ hỗ trợ vận chuyển tận nhà cho mọi người. Và ngày mai thì có bác nào ở vâng. Tao tí con làm cho ông cái bộ lên luống nữa. Thực ra là con làm bộ lên luống để con livestream tí đã. Mai có ai ở một là ở Sơn Dương, Tuyên Quang, ngay gần thị trấn ấy, thì là mai mình sẽ chở hai cái máy gặt. Một cái đi Sơn Dương, ngay gần thị trấn Sơn Dương, và một cái đi về Mỹ Bằng, Tuyên Quang. Đó, ai ở gần đấy thì có thể liên hệ mình để xem máy gặt. Hôm qua có một anh ở Định Hóa, Thái Nguyên có hỏi mình ấy, thì là có mai, sáng mai mình sẽ liên hệ để gọi anh ấy sang để xem máy. Và có anh Hậu ở Xuân Lạc thì ngày kia thì là làm ở Sơn Phú, Na Hang ấy, thì là mình sẽ gọi anh sang xem. Đưa công nghệ vào thôi mọi người ạ, để làm nó đỡ vất vả. Bây giờ 40 độ như này mà ra đồng gặt nữa thì chắc đai. Mai mình có mang chuyến máy gặt hai máy, một máy về Mỹ Bằng, Tuyên Quang này, Mỹ Bằng, Yên Sơn, Tuyên Quang, một máy về cảm ra đi ông ạ, một máy về tức là lúc ông quay đầu thì ông vẫn phải hơi tì xuống một tí, tì xuống là ông cứ dê bình thường. Tí con làm cái bộ lên luống, con lên luống luôn cho ông, để ví dụ như trồng cỏ voi này là chỉ việc lên luống xong thì việc bỏ hom xuống thôi, là lấp đất đi. Mà lấp đất thì ông dùng bộ rẫy cỏ ông lấp luôn nhé, không phải dùng sức người thế nào luôn. Còn hôm nào mà muốn rẫy cỏ mà muốn bón phân thì lại dùng cái bộ lên luống cái bón phân luôn, không dùng sức người nữa. Hưởng ấy đang bảo sợ ông lấy về ông ấy ham quá. Cháu chào chú Giang. Hello anh Phạm Bình. Không. Nghe hôm nay một hai lần được quen tay. Dạ. Một hai lần quen tay. Đi chung băng ra ngoài kia chung làm luôn. Chỗ nào bãi rộng rộng không? Không về đá chung cày luôn rồi. Cái máy kia khi nào mày xích thay cái càng này được ấy nhỉ? Không được anh ạ, không chuyển được. Vâng. Máy cũ thì không chuyển được, bây giờ máy mới bây giờ chuyển được.
Không, uống nước kìa cháu. Vâng. Đây con làm một cái bộ lên luống ấy đã. Làm luôn cái bộ lên luống xong uống nước. Anh Cường ơi, chờ em tí, em lại chị lỡ đủ 10 phút cái để đăng YouTube quảng cáo Châu Vàng.